Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, thì hôm nay Linh đi chợ về tới nhà rồi đó. Thì Linh hôm nay sẽ làm cái món miến xào chay nha. Thì Linh có mua, Linh cũng làm sẵn đi hết rồi. Tại vì mỗi thứ này cắt mỗi thứ một chút đó, nó lâu quá, cho nên Linh cũng làm sẵn hết trơn luôn. Thì để lúc mà mình xào thì nhanh hơn. Bây giờ thì cũng hơi tối rồi đó, cho nên Linh tranh thủ thời gian. Thì Linh có mua ớt đỏ, ớt sừng trâu đỏ nè, ớt xanh, rồi broccoli, hành củ hành trắng, rồi nấm. Rồi Linh mua bên đây là rau cabbage. Bên đây thì có ngò xanh, có ngò với lại có hành tím. Thì chút nữa Linh sẽ xào chung với đồ chay. Thì Linh sẽ mời tất cả các bạn cùng bếp với Linh nha. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Just like a spark that's breaking out, can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt, no, we can't turn back now. Linh xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, thì hôm nay Linh đã nấu xong cái món miến xào chay rồi đó. Thì bây giờ Linh với tí Mai Em sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với gia đình của Linh nha. Bây giờ thì cũng đã tối rồi. Bây giờ thì mấy giờ rồi con? Sắp 9 giờ rồi. Gần 9 giờ tối rồi. Linh đi chợ về bị trễ. Sau giờ làm Linh đi chợ xong rồi cái Linh về nhà nấu ăn, cho nên không có... lúc mà Linh cắt mấy cái này nè, Linh không có thời gian để quay lại nữa đó, thì tranh thủ làm cho lẹ lẹ đó. Với tối rồi ngày mai tí còn phải đi học nữa, thì giờ Linh mời tất cả các bạn cùng ăn với Linh nha. Linh chỉ xào cái này á, thì Linh không có xào đậu hũ với lại không có xào những cái đồ mà chay á, tại tí không thích ăn, cho nên là Linh chỉ xào không vậy thôi. Cho nên Linh mời tất cả các bạn cùng ăn với gia đình Linh nha, tối nay nha. Mời các bạn nha. Linh có làm nước tương ở đây nè. Rồi tí thì thích ăn tương ớt, với Mai Em cũng thích ăn tương ớt. Thì Linh sẽ lấy cho... Mai chị bỏ nước tương vô cho em đi con. Thì ăn sẽ bắt không? Yes. Rồi tí muốn ăn tương ớt thì bỏ đi thôi, cần thêm là không, cái more or spicy bỏ này vô nếu muốn cay hơn. Oh yeah, ngon không? Yeah.
terrible at chopsticks. Mà chắc ăn bún hơn là ăn cơm. Cái này miếng mình mua miếng đại hàng nè, xong rồi giờ nhà Linh luộc xong rồi Linh bỏ chút vô xào trộn lên luôn, xào bỏ rau rồi vô ăn thôi, tại vì cũng không có tí bỏ tương ớt vô không? Có tương ớt ngon. Bỏ miếng nước tương vô đi. Xin mời tất cả các bạn nha. Ngon chưa? Thấy ngon không? Dạ. Chấm ra nó là vừa ăn không? Cái gì mà nó có cái gì đâu không? I need to get the raw chấm and start crunching on it. Hey mom, can we dip it in here? Tí muốn ăn gì tí dip vô. I'm gonna dip the entire thing. Bữa nay ăn ngon nè, không có phật cá gì hết. I wish. Ăn có chè hoài cũng thấy ngán. Ăn rau thì nó đỡ ngán hơn. Dạ, ăn thật quà lớn. Tí xếp ngồi xếp vô con. Làm chim xà lách ăn, cho nó đỡ ngán. Nhưng mà trong đây mình cũng bỏ rất là nhiều loại rau luôn, 5-6 loại khác nhau luôn. Is this sugar here? Đừng có cho nhiều quá mặn á. Nếu tôi các bạn ăn cái này nó không có nặng bụng nè. Bây giờ cũng 9 giờ hết rồi. Đói bụng quá chừng đói. Thấy cái video trước còn là đi ngoài đường không à mọi người ơi. Linh không có nấu ăn luôn á. Bữa nay mới nấu ăn nè. Bữa nay Linh đi về trễ quá trời. Dao á, xào không có chín nữa, nó hơi sống sống á, ăn sật sật ngon á. Các bạn thích mấy cái video mà gọi ASMR không? Giống như cái kiểu mà người ta làm giống như ăn vậy nào mà không có nói chuyện gì hết, chỉ nghe cái tiếng ăn thôi, hay là các bạn thích nghe người ta nói chuyện? Tại vì hai cái thứ cũng really popular, nhưng mà không biết các bạn thích cái nào. Nếu mà ăn mà nói chuyện á
thì ăn lâu lắm mới xong, cái video cũng dài lắm mà ăn không không nói chuyện thì nó lẹ lắm. Không biết cái nào, nhưng mà Mai cũng coi mấy cái mukbang video online đó, người ta ngồi ăn vậy không mà nhìn cũng ngon á, nhìn Mai coi mấy cái đó Mai cũng chịu luôn. Ăn hơi nhiều má. It's spicy. Nó ớt nhiều lắm. Rồi hả? Cay quá hả? Mà thôi đừng ăn nữa. I can normally handle spicy, but like, I don't feel any spicy right now. Nên tranh thủ ăn lẹ nha, tại ngày mai tí phải đi học rồi đó. I hate school. Bây giờ 9 giờ mấy rồi? I have a project. I have to dance in front of everyone. Tí không ăn nữa hả? Cái nó cũng làm hết rồi còn mọi người. Các bạn có cái món chay nào mà các bạn muốn mẹ với Mai với Tí ăn thử không? Nếu mà có cái món nào mà các bạn thích á, các bạn nhớ comment below nha. Rồi để Mai với mẹ nhắn cho mẹ coi cái nào ngon. Rồi bữa nay là sao không có thịt cá, không có đậu hũ, không có gì hết á. Tí không thích ăn, cho nên sao không ăn luôn. With some burgers. Thì mọi người ơi, cái video của Linh Tí với Mai Em tới đây đã kết thúc rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này của Linh với Tí Mai Em. Thì Linh xin tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Tí xin Tí chào tạm biệt các bạn. Mai Tí đi ngủ, mai Tí đi học. I don't want to go to school. Wait, stop moving your freaking hand. Like, sorry, you have Tourette's or something. I what? Like you have Tourette's. Don't talk about that crap. I hope you guys enjoyed the video. If you did, like, comment, subscribe, and leave a comment down below of what you want to see next time. Cảm ơn các bạn đã coi cái video nha. Nếu mà các bạn thích cái video này, nhớ giống như Tí nói, like, comment, subscribe and press the bell notification button để cho các bạn biết mỗi lần Mai với mẹ với Tí sẽ có một cái video mới. Yeah. Rồi nếu các bạn muốn đi theo Mai với mẹ Tí á, thì nhớ đi theo cái Facebook ở dưới ở trong cái description below. Rồi các bạn muốn Mai gia đình của Mai làm cái video nào á, thì bỏ cái suggestion đó ở dưới cái comment để cho mẹ với Mai biết các bạn muốn coi cái gì, mẹ với Mai làm video đó cho các bạn nha. Mình đã record nhiều video cho các bạn trước rồi. Đang edit bây giờ thì Mai với mẹ với Tí sẽ bỏ lên sau. Rồi cảm ơn các bạn đã đi theo gia đình của Mai nha. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Bye. Bye.